đúng không ạ? Đặc biệt trong cái giai đoạn Covid thế này nữa, đúng không ạ? Chúng ta ở nhà nhiều nữa, đúng không ạ? Nên là cái việc mà để cho gia đình bình an là rất quan trọng. Cái chuyện thứ hai nữa đó là cái việc mà chúng ta sẽ báo hiếu cái công đức của gia tiên. Tức là đây cũng là cái dịp mà chúng ta có thể mua thêm quần áo mũ mã, những cái đồ vàng mã nếu như mà anh chị mà muốn, đúng không ạ? Thì để mà chúng ta làm lễ tiến biếu hay là tiến tặng cho những người âm, đúng không ạ? Cũng là cái lễ mà chúng ta có thể là vào cái thời điểm đấy, cũng là cái thời điểm mà chúng ta, đặc biệt là nhà anh chị nào mà thờ Phật tại gia, thì đây cũng cái tháng này cũng là cái tháng rất là quan trọng, nó giống như là tháng thiện nguyên, tức là dòng riêng ấy. Thì đây là cái tháng mà chúng ta cần phải đều đặn cái việc mà hành lễ vào những ngày đúng giờ cũng như là chỉ kinh. Như vậy thì tôi sẽ phân cái việc tại gia này thành ba nhóm. Cái nhóm thứ nhất đó là nếu như trong nhà anh chị mà có bàn thờ Phật, đúng không ạ? Thì trong cái rằm tháng 7 là tối thiểu là 16 ngày, còn nếu không thì bách tức là đủ rằm tháng 7, tức là đủ 30 ngày thì là tốt nhất. Thì hàng ngày anh chị sẽ lên hương và trì kinh, lên hương và trì kinh vào 1 giờ nhất định. Thông thường người ta có thể, nếu như mà anh chị mà tùy theo cái kinh anh chị trì ở nhà hàng ngày thế nào, hay anh chị được các pháp tu các thầy hướng dẫn như nào thì anh chị làm như thế. Còn nếu không thì đơn giản nhất thì chúng ta có thể trì thập chú, hoặc là ngũ hội thần chú, hoặc là anh chị chú đại bi thần chú, hoặc là bát nhã mật đà tam kinh thần chú, thì cũng có thể là đạt được ước nguyện. Và khi mà chúng ta hành, ngoài cái việc mà trì kinh hàng ngày, thì chúng ta nên hành lễ bằng cái việc mà quỳ lạy ở trước cái bàn thờ để sám hối cho cả một cái năm. Thì thông thường thì đối với cả bàn thờ Phật thì chúng ta sẽ hành lễ 5 lễ hoặc 9 lễ. Thì nếu như mà đối với cả cái phần bàn thờ gia tiên thì chúng ta có thể trong từ ngày 1 đến cái ngày 15 đến ngày 16 thì chúng ta có thể làm cái nghi thức lễ gọi là nghi tạ ơn gia tiên. Thì chúng ta làm một nghi thức lễ tạ cũng như là lễ cúng rằm tháng 7 cho gia tiên tại gia. Anh chị có thể từ ngày 10 cho đến ngày 15, từ 10 đến ngày 16, căn cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật nào cũng được. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cái lễ, nên là nếu như mà rằm tháng 7 thì nên là anh chị nên làm cái lễ thuần là đồ chay, thì nó sẽ tốt hơn là làm cái lễ mà sử dụng cái đồ mặn. Bởi vì là trong cái lễ này thì do là phủ mở cửa bụng cho nên là vong linh âm nhiều, cho nên ra là chúng ta việc chúng ta sát sinh hay là việc chúng ta mở cái cửa hoặc là chúng ta làm cái lễ mặn thì nhiều khi nó lại phản tác dụng. Đó. Cái điều tiếp theo nữa đó là ngoài cái lễ này ra thì những trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, trong Sài Gòn chúng ta có ba thần tài chẳng hạn đi, đúng không ạ? Thì chúng ta hay có cái lễ cúng ở ngoài gọi là cúng vô hồn các đảng ấy ạ. Thì khi mà chúng ta phải sử dụng đúng cái văn lễ